Ankato xây nhà cùng bạn. Vâng, xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi kênh Ankato. Thì hôm nay tôi đang có mặt tại công trình nhà bác Bùi Đức Hiệu tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Thì hôm nay là công trình của bác đã đến làm xong cái phần cốt thép móng, thì chúng tôi đã đến kiểm tra xem phần cốt thép móng của nhà bác có theo đúng theo yêu cầu thiết kế không. Thì sau đây mời các quý vị và các bạn thì theo chân tôi vào chân công trình ở đằng sau lưng tôi đây để kiểm tra về phần cốt thép của nhà bác Bùi Đức Hiệu. Công trình của nhà bác Bùi Đức Hiệu thì được thiết kế là móng ép cọc bê tông với kích thước móng là với kích thước cọc là 200 x 200, và giằng móng thì được thiết kế là giằng 300 x 600. 600. Đấy, thì sau đây thì tôi sẽ đi kiểm tra về phần cốt thép. Bác chỉ được giằng móng nhà bác được bố trí là 3 cây phi 18 trên và 3 cây phi 20 trên và 30 cây 3 cây phi 20 dưới. Ở đây theo đúng thiết kế của bác đây thì ở đây là thép phi 20, 3 cây trên và 3 cây dưới. Tôi sẽ kiểm tra cái phần đai dầm. Dầm là 300 600, thì là đai là khoảng 25. Lớp bảo vệ phân 2 phân rưỡi, 25. Thì đây đai là 25 và 55. Đây. Chiều rộng của đai đây là 25, đã đúng theo yêu cầu của thiết kế. Và đây khoảng cách đai là A15. Đây khoảng cách A15 đây. Đã đúng theo yêu cầu của thiết kế. Và với cái cọc với cái nhà 2 tầng như thế này thì chúng tôi thiết kế hai cái đài giữa này nó là 4 cọc 200 x 200. Thì với kích thước đài là 1m2 x 1m2. Thì với cái đường kính thép hiện tại bây giờ đang là 1m1 đây. Lớp bảo vệ đây 1m15. Đấy, cũng đúng theo yêu cầu của thiết kế, cả độ bê tông nữa vào là 2m2 à 1m2. Đấy. Cũng đã đạt theo đúng yêu cầu của thiết kế. Và sau đây tôi sẽ đi kiểm tra một số chỗ nữa để xem có đúng theo yêu cầu của thiết kế không. Thì tôi đang kiểm tra cái đài này. Hiện tại đài này đang là bố trí 2 cọc với kích thước đài là 600 x 1m2. Vâng, đây tôi kiểm tra đây. Về thép đây là 52 và 1m15. Cũng là cả đổ bê tông nữa vào là phủ lớp bê tông nữa vào là đủ theo đúng yêu cầu của thiết kế. Đây nhà bác thì đã dùng con kê là con kê bê tông đấy. Thì một số nhà thì chúng tôi đến thì kiểm tra thì người ta vẫn dùng cái kê gạch. Thì theo tôi thì chúng ta lên mua con kê bê tông để về để kê về lớp bảo vệ cho dầm móng và đài móng. Vì cường độ của con kê bê tông thì nó sẽ tốt hơn con kê gạch này. Và cái lớp bảo vệ nó cũng đạt theo yêu cầu của thiết kế. Và cột nhà bác thì chúng tôi bố trí là 4 cây phi 18. Đây 4 cây phi 18 đây. Cũng đã đúng theo yêu cầu của thiết kế. Đấy. Đấy. Tôi đi qua một lượt thì cơ bản là thợ thép nhà bác Hiệu làm cơ bản là đúng theo yêu cầu của thiết kế. Đấy. Và một số lưu ý là hiện tại vừa cái cọc 200 x 200 này thì cái dâu thép thì mình nên bẻ trách 45 độ. Đấy, chiều dài của dâu thép thì tại 4-5 phân là cũng đạt theo yêu cầu của thiết kế. Đấy, hiện tại về một số cái đài cọc của bác thì hiện tại chưa đánh trách dâu chờ thép 45 độ. Công trình của nhà bác làm thợ thép làm rất đảm bảo theo yêu cầu của thiết kế. Chúng tôi đến chúng tôi kiểm tra này. Đúng theo yêu cầu của thiết kế luôn. Từ các mối lối buộc, các vị trí buộc lối đều theo đúng theo tiêu chuẩn. Đây tôi kiểm tra cái phần
thép leo rồi. Trong dầm. Đây, đây dầm là 30 cộng 70 10 50 50 50 là 80 theo tiêu chuẩn là được lối 30D đến 40D hiện tại đã đạt. Đây tôi kiểm tra đây là mối lối đây. Cũng lưu ý một số cái vấn đề như là ví dụ như là đây với công trình của nhà bác hiện tại bây giờ ấy, thì hiện tại về cái phần lối thép này đây cũng đã đạt này. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi kênh Ăn Cao To. Đấy, vừa rồi là quá trình kiểm tra cốt thép móng của nhà bác Bùi Đức Hiệu ở Đồ Sơn, Hải Phòng. Và ai có nhu cầu thiết kế thì hãy liên hệ với công ty với số hotline của công ty là 0386325566 để được tư vấn. Và xin hẹn gặp lại quý vị khán giả trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.